Người dân vùng phong tỏa ở Hà Nội lo bị lây nhiễm chéo khi đi xét nghiệm COVID-19. Nhằm phát hiện triệt đề và bóc tách F0, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và các khu vực liền kề vùng phong tỏa. Điều này đã khiến cho người dân sống xung quanh khu vực này bức xúc vì họ lo lắng nguy cơ lây nhiễm chéo khi tiến hành xét nghiệm để bóc tách F0. Chị Mờ sống tại ngõ 84 Ngọc Khánh cho biết, gia đình người thân của chị đang sống trong khu vực cách ly. Mỗi lần lấy mẫu gộp, người thân của chị lại thoát tim vì nếu mẫu gộp dương tính thì sẽ phải lấy lại mẫu đơn, cứ như thế kéo dài nhiều lần lấy mẫu. Đặc biệt, một số người dân cho biết, có trường hợp chỉ ở nhà không đi ra ngoài nhưng đã có kết quả dương tính sau nhiều lần lấy mẫu. Vì vậy, nhiều người sợ phải đi lấy mẫu. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nếu như đã chấp nhận sống chung với virus thì không thể bóc tách hết ép không ra khỏi cộng đồng. Hơn nữa, chuyên gia cho rằng, tỷ lệ dân số tiêm vaccine đủ 2 mũi ở Hà Nội đã cao, nên không cần phải phong tỏa cả ngõ, cả phố, mà chỉ cần phong tỏa trong hộ gia đình. Chuyên gia nói rằng, hộ gia đình nào có ca mắc thì xét nghiệm hộ gia đình đó. Ngoài ra, khi xét nghiệm thì chỉ xét nghiệm cho người có triệu chứng, F1, không cần xét nghiệm mở rộng để cố bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, bởi không thể bóc được khi virus đã ngấm sâu. Trên thực tế, số ca mắc trong cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và liên quan tới những người trở về từ vùng dịch. Đến thời điểm này, việc truy vết nguồn lây và xét nghiệm mở rộng không còn phù hợp theo chuyên gia. Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện tại không cần phải xét nghiệm để bóc F0. Tuy nhiên, người dân hiện tại không nên lo lắng vì ở Hà Nội, tỷ lệ tiêm chủng đã cao, khả năng lây nhiễm trong khi lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng là sẽ thấp hơn. Kịch bản lây nhiễm như ở thành phố Hồ Chí Minh trước đó sẽ không xảy ra. Với dịch bệnh như hiện tại, phó giáo sư Dũng đã cho rằng Hà Nội không nên phí nhân lực đi xét nghiệm mở rộng vì không thể bóc tách f không. Theo phó giáo sư Tiến sĩ si Nguyễn Việt Hùng, phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn của Hà Nội cho biết, tỷ lệ ca mắc so với số dân hiện nay cho thấy Hà Nội đang ở cấp độ 2, con số đó không đáng lo ngại. Thành phố vẫn đang kiểm soát tốt. Với thực tế diễn biến dịch bệnh ở Hà Nội, khả năng loại bỏ hoàn toàn F0 là rất khó vì mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Có hai nguyên nhân dẫn tới lây nhiễm trong khu vực phong tỏa, đó là việc người dân còn chủ quan, chưa tuân thủ tốt việc giãn cách, phòng chống dịch và xét nghiệm không đúng quy định. Chia sẻ về nguy cơ lây nhiễm do xét nghiệm không đúng quy định, ông Hùng cho biết, khi lấy mẫu dịch hầu họng, nếu nhân viên y tế dùng một đôi găng tay không khử khuẩn găng tay sau mỗi lần lấy mẫu có thể gây ô nhiễm găng tay đây cũng có thể là nguồn lây khi tiếp xúc với người lấy mẫu tiếp theo